Hello, xin chào bạn. Chào mừng các bạn đến với video review sản phẩm của Vinmark. Và ngày hôm nay mình sẽ lên cho các bạn một thiết bị cho các cô, các chú, các anh chị trong ngành trồng trọt và đặc biệt là trồng các cái loại rau củ quả, nông sản. Mình đang có một chiếc máy gieo hạt giống 5 hàng được phân phối bởi công ty cổ phần công nghệ Vinmark. Màu chủ đạo của sản phẩm này đó là màu đen, màu xanh kết hợp với màu đỏ. Hai bánh trước và bánh sau được làm từ nhựa nguyên sinh, rất là bền theo thời gian, không bị ăn mòn, không bị chịu các tác nhân của môi trường ảnh hưởng đến. Và thứ hai là bộ khung làm bằng kim loại và được sơn một lớp sơn tĩnh điện, tạo độ bền trong quá trình vận hành. Như lúc đầu mình có giới thiệu với mọi người, đây là thiết bị gieo hạt 5 hàng, 5 phần học. Mọi người sẽ cho các cái hạt giống vào đây. Với cái sản phẩm này thì mọi người có thể là gieo các cái loại hạt như là cà rốt, rau cải, rau mùi, đỗ, cà chua hay là mè. Những hạt có kích thước nhỏ thì mọi người đều có thể sử dụng được ở thiết bị này. Mỗi một bên học xích riêng để hoạt động trong quá trình mà mình vận hành. Có nhiều khách hàng sẽ hỏi là cái khoảng cách này mình có di chuyển được không? Mình có thay đổi khoảng cách được không? Thì câu trả lời là có ạ. Mọi người chỉ cần vặn vào cái phần núm này thôi này, mọi người có thể di chuyển được rồi. Đây, vị trí này thì mọi người có thể tháo cái đầu bít này ra, bỏ các cái hạt thừa ra ngoài để vệ sinh máy. Điểm lưu ý khi mà chúng ta sử dụng cái thiết bị gieo hạt 5 hàng này là ở tại mỗi một cái ổ này, mọi người sẽ tra một chút nữa để trong quá trình vận hành nó sẽ bôi trơn, nó sẽ bền hơn. Sau một thời gian hoạt động thì có thể những cái ốc này này sẽ lỏng lẻo, thì chúng ta sẽ siết lại để cho sản phẩm của chúng ta không bị rơi chi tiết, không bị mất chi tiết. Đi kèm theo máy có các cái khe hạt khác nhau, mọi người có thể nhìn thấy này, các cái kích thước hạt từ mỏng đến dày, lỗ to đến lỗ nhỏ. Cái này là thua này, còn cái này là dày này. Tùy vào cái hạt giống sử dụng, các cái khay cho nó phù hợp. Khi mà mọi người mua máy thì Vinmark sẽ hướng dẫn mọi người cách lắp ráp và cách vận hành. Một cái khoang, cái hộp chứa hạt này phải chứa được từ 3 cho đến 500 gram hạt giống. Tùy vào cái loại hạt giống khác nhau, độ nặng nhẹ khác nhau. Bây giờ mình sẽ tháo thử một cái khoang này ra để cho mọi người cùng xem cái chi tiết của từng cái khoang này cho nó dễ. Đầu tiên thì mọi người sẽ để ý là mỗi một khay thì nó sẽ có một cái nẫy như này ạ. Thì chúng ta để lấy ra thì rất là dễ dàng. Chúng ta đẩy cái nẫy về đằng sau và chúng ta nhấc khay hạt lên. Đây, thì đây là cái khay này. Mọi người sẽ mở núm này để chúng ta có thể cho hạt thừa ra để chúng ta vệ sinh cho sạch. Ở đằng sau này thì mọi người sẽ nhìn thấy một cái chổi nhỏ xíu này này. Cái tác dụng của cái chổi này là để khi mà hạt nó vào đây, khi mà bánh xe lăn, cái chổi này sẽ quét các cái hạt vào các cái ô này, sẽ giải xuống để cho nó đều. Mà thay được các cái khay hạt này thì mọi người sẽ mở các cái ốc này để thay kích thước khay khác nhau. Và mọi người lưu ý là chúng ta lấy cái gì ra thì mọi người nhớ là chúng ta phải để gọn vào, tránh trường hợp mất nhé. Và những cái chổi này thì mình cũng sẽ có tặng kèm ở đây để cho mọi người có thể dễ dàng thay thế. Chúng ta sẽ cho vào, mọi người để ý hai cái phần này, mọi người sẽ đẩy xuống đây này. Xích chúng ta để dịch ra một chút rồi đẩy ra, mọi người đẩy cái đằng sau, chúng ta căn nó, xích nó vào với nhau rồi đấy, rất là dễ dàng. Cái phần đằng sau mọi người sẽ để ý cái phần chốt đằng sau nó cũng phải khớp dạ, như thế này cực kỳ là tiện. Khi mà mọi người vận hành đi trên đất thì mọi người chỉ cần đẩy thôi. Đấy, mọi người sẽ đẩy mà hạt đi đến đâu thì hai cái bánh trước và bánh sau này này sẽ lấp đất đến đấy, rất là tiện và dễ dàng. Với sản phẩm này thì mọi người có thể làm được với năng suất từ 2,5 cho đến 3 ha một ngày. Cái này thì còn phải tùy thuộc vào sức khỏe của người sử dụng. Ví dụ như mình khỏe thì mình sẽ làm được nhiều hơn, mà mình yếu thì mình sẽ làm được ít hơn. Với sản phẩm này thì cái việc mà chúng ta trồng cà chua này, cà rốt này, rau cải, rau muống hay là rau trồng mè, nó sẽ dễ dàng hơn và sẽ nhanh hơn, giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian, chi phí của người lao động, sẽ tiết kiệm được sức khỏe của mình. Ngoài cái sản phẩm 5 hàng này ra thì Vinmark còn cung cấp các cái dòng sản phẩm từ 1 hàng này, 2 hàng, 3 hàng, 4 hàng cũng có ạ, cho khách hàng thoải mái lựa chọn để phù hợp với nhu cầu của mọi người. Và để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là mua hàng thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024-3838-3456 hoặc truy cập vào website maymocviet.vn. Và trên website nhà mình có rất là nhiều các cái sản phẩm với model khác nhau để phục vụ cho bà con nông dân của chúng ta, để giúp mà bà con của chúng ta sẽ nhàn hơn cho mỗi vụ mùa và cho từng công đoạn. Và cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.